cái bên ngoài chợ đúng thực sự là đông hơn so với bên trong chợ luôn đấy. Bên trong chợ người ta đi qua cái sau đấy người ta về, ít khi mà mua lắm, đồ nó không có cái gì, thì đấy khé ăn uống thôi. Bên ngoài này có vẻ đông hơn, có vẻ buôn bán này có vẻ nhộn nhịp hơn. Nắng gắt ghê luôn, nắng dã man. Tại khu vực chợ Bến Thành như mọi người thấy đang đổi ngoại tệ này, tại cửa hàng Hà Tâm đấy mọi người thấy rất là đông, đứng xếp hàng đổi ngoại tệ. Chứ hôm nay thì giá USD mấy ngày hôm nay nó lên khá là cao mọi người, nên cũng rất là nhiều người tới đổi này. Hôm nay thì giá mua vào với giá là 24.370 đồng và bán ra với giá là 24.450 đồng. Thì đây khoảng chưa tới 2 tháng thì mọi người thấy nó cũng lên cực kỳ nhanh. Hôm trước thì còn 23.000 thôi, đến hôm nay thì đã lên tới 24.000, gần 24.500 đồng trên một USD. Thì thực sự đợt này mà nếu Việt Kiều về đúng rồi, giá lên cao thế này thì mọi người cũng có thêm một chút thu nhập nữa đấy. Đổi một vài trăm đô thì thấy nó bình thường, nhưng mọi người đổi lên vài nghìn đô thì giờ thấy nó khác hoàn toàn luôn. Đấy. Bên Hà Tâm lúc nào cũng đông nhỉ, Mai Vân ít hơn, chắc là có vẻ bên Mai Vân này thì đổi thì giá nó hơn so với bên Hà Tâm. Dạ, Hải xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn mình đã quay trở lại với kênh của Hải nhé. Hôm nay thì là ngày 29 tháng 9 2023, và hôm nay cũng là ngày 15 tháng 8 2023 mọi người. Hôm nay thì là Trung Thu, Hải mời tất cả quý cô chú anh chị và các bạn mình cùng đi dạo ngắm cái đường phố Sài Gòn, cũng như là cập nhật những hình ảnh tin tức trong ngày hôm nay nhá. Thì mấy ngày hôm nay thì mọi người thấy là tỷ giá USD tại thị trường Chợ Đen tăng rất là cao, cũng như là giá USD trong nước và ngoài nước cũng đang tăng lên rất là nhiều mọi người. Thì lát nó sẽ tới tại khu vực chợ Bến Thành thì họ sẽ cập nhật cho mọi người về giá đổi USD tại đấy nhé, và những lưu ý khi mình tới đổi ngoại tệ tại bên cửa tây của chợ Bến Thành. Hiện tại Dinh Độc Lập thì hôm nay là thứ sáu thì cũng có một số lượng khách tới tham quan tại phía bên ngoài của bên trong của Dinh Độc Lập mọi người. Bên ngoài là cà phê bệt, ở bên trong thì vào tham quan, và đa phần là quý cô chú anh chị mình là từ Bắc vào rồi từ nước ngoài về du khách thôi và tham quan. Thế thực sự bây giờ người Sài Gòn thì cũng ít lắm đi vào bên trong dinh đó. Thường thường những ngày cuối tuần thì sẽ chở vợ chồng con cái vào đi thăm như là thảo công viên này đấy, vào đấy vui chơi cũng như là ăn uống picnic cuối tuần. Thấy là xe cộ đi lại rất là đông và náo nhiệt, tồn tại bây giờ là 11:15. Chết rồi, giờ này thì mình cũng đứng chờ đèn đỏ một xíu nha mọi người. Giờ này kẹt rồi, lượng xe cộ đi lại nó đông. Ở phía bên tay trái của Hải là có cái chợ tại địa chỉ là 134-136 Nam Kỳ Khởi Nghĩa nhé. Cái chợ ở đấy là đa phần là du khách nước ngoài đó, và ghé đấy ăn uống. Đường Nguyễn Du mọi người, hôm nay không biết là tại sao mà có những con đường trung tâm Sài Gòn hôm nay đông xe dã man luôn đó, đông ghê gớm luôn. Những ngày bình thường không nổi giờ này là đông như vậy. Tiếp theo là mình tới với đường Lý Tự Trọng giao nhau với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nhá.
mình cũng đi dọc ra đường Lê Lợi và mình hướng về chợ Bến Thành, cũng như là cập nhật ở đây là cập nhật cái giá USD nha. Tại trung tâm Sài Gòn xe cộ đi nhiều thực sự luôn. Hôm nay thời tiết lại nắng nóng chứ không bù cho ngoài Hà Nội thì đang mưa và đang một số nơi đã bị ngập lụt mọi người. Ngày hôm qua thấy chia sẻ trên một số trang báo Hà Nội ngập nhiều nhánh đường lắm. Là may quá Sài Gòn thì ngày hôm qua có mưa, nhưng mà mưa nhỏ, mưa có xíu sau đấy là tạnh, đấy, nắng đỡ. Tối hôm qua thì mọi người đi chơi cũng rất là đông. Tối ngày hôm nay thì trung thu thì có lẽ là rất là các cái điểm vui chơi đông nghịt người luôn. Đấy, không chỉ là các cháu, các bạn thanh niên cũng thích lắm trung thu này mà. Trung thu bây giờ nó sướng ngày xưa bao nhiêu rồi. Trung thu cái thời nhỏ hoài nó cực lắm mọi người, rất là cực. Đấy, làm gì được cái lúc nhỏ, làm gì được cái bánh trung thu thế nào đâu. Lúc ấy chỉ có đi rước đèn cùng với xóm, sau đấy là phát kẹo vài ba cái kẹo. Thế bây giờ kẹo chắc chẳng ai ăn nữa luôn đấy. Giờ kẹo ngon nhiều khi chị em nó chả muốn ăn nữa. Bánh trung thu thì bây giờ đầy, bán giá thì rẻ, nên nhà ăn chỗ nào cũng có. Thực sự là đời sống thì giờ nó cao nhiều so với ngày trước rất là nhiều đấy. Nếu mọi người cảm nhận được thế hệ 8x và 9x thì mọi người có thể cảm nhận được hoàn toàn cái sự thay đổi. Bây giờ 2000 thì nhiều khi thì nó không cảm nhận được, chỉ có 8x và 9x thì bây giờ thấy nó thay đổi rất là nhiều. Đấy, khu vực này thì nó ảm đạm và vắng. Hôm nay thì nắng nóng quá, không biết là chợ Bến Thành có đông không. Này, khu này thì đang sửa đèn led này. Đây, bây giờ thì mình cũng vào đường Phạm Bội Châu, sau đấy mình vào đường Lý Tôn và vào Phan Chu Trinh. Hôm nay vẻ là thời tiết nắng nóng nên người lượng khách tới chợ Bến Thành cũng ít hơn. Nhưng mà thấy là bên ngoài này lượng người có khi còn đông hơn bên trong chợ. Bên trong chợ vào bên trong nóng nồi, đa phần là du khách họ vào tham quan thôi chứ chẳng có mua đâu, mua ít lắm. Thì nó cũng không có những cái mặt hàng gì gọi là nổi bật, đặc sắc cho lắm. Chỉ là những cái món đồ đấy thì ở đâu nó cũng bán rồi, nào khu du lịch nào nó cũng bán hết, nên nó cũng không được thu hút nhiều. Bên ngoài này còn đông hơn đấy mọi người. Đấy, từ ngày tại cái Bắc này đi mua sắm có khi là còn nhộn nhịp hơn. Buồn bán hoa nhất có khi năm nay cái bên ngoài chợ đúng thực sự là đông hơn so với bên trong chợ luôn đấy. Trong chợ người ta đi qua cái sau đấy là về ít khi mà mua lắm, đồ nó không có cái gì thì đấy khé ăn uống thôi. À, bên ngoài này có vẻ đông hơn này, có vẻ buồn bán này có vẻ nhộn nhịp hơn. Nắng gắt ghê luôn, nắng dã man. Tại khu vực chợ Bến Thành như mọi người thấy đang đổi ngoại tệ này, tại cửa hàng Hà Tâm đấy mọi người thấy rất là đông, đứng xếp hàng đổi ngoại tệ. Chỗ hôm nay thì giá USD mấy ngày hôm nay nó lên khá là cao mọi người, nên cũng rất là nhiều người tới đổi này. Hôm nay thì giá mua vào với giá là 24.370 đồng và bán ra với giá là 24.450 đồng. Thì đây khoảng chưa tới 2 tháng thì mọi người thấy nó cũng lên cực kỳ nhanh. Trước thì còn 23.000 thôi, nhưng đến hôm nay thì đã lên tới 24.000, gần 24.500 đồng trên một USD. Thì thực sự đợt này mà nếu Việt Kiều về đúng rồi.
giá lên cao thế này thì mọi người cũng có thêm một chút thu nhập nữa đấy. Đổi một vài trăm đô thì thấy nó bình thường, nhưng mọi người đổi lên vài nghìn đô thì sẽ thấy nó khác hoàn toàn luôn. Bên Hà Tâm lúc nào cũng đông nhỉ, Mai Vân ít hơn, chắc là có vẻ bên Mai Vân này thì đổi thì giá nó hơn so với bên Hà Tâm. Đấy. Thì mình vào khu vực chợ Mã Lai thì giờ này nếu cũng vắng, thường thường chỉ có đông là về đêm thôi, khoảng 7-8 giờ đêm thì lúc đấy là đông nhất. Đến 9-10 giờ thì lượng khách cũng bán dần. 9-10 giờ thì họ đa phần là tập trung tại phố Tây Bùi Viện là nhiều lắm. Bây giờ thì mình cùng về ngã 6 Phù Đồng và đi dọc được cái mạng 8 nhé. Bây giờ thì mình cùng đi vào đường Phạm Hồng Thái. Đường Phạm Hồng Thái này chỉ có về đêm mọi người. Về đêm thì những quán cà phê trứng ấy, cực kỳ là đông khách, đông dã man luôn. Ở ban ngày thì vắng lắm, ban ngày nhiều đấy là những cái văn phòng của công ty. Ở phía bên tay trái mọi người là khách sạn New World, một khách sạn 5 sao khá lớn nằm trên hai mặt tiền. Đó là đường Phạm Hồng Thái và đường Lê Lai. Cây xăng đông người đổ xăng, giá xăng thì 95 bây giờ nó lên cao mọi người, lên 26 ngàn mấy trăm đồng luôn á. Ôm qua vào đổ giật mình. Lâu nay mình đổ xăng là mình không để ý về giá đâu. Ví dụ như mình ghé qua là đổ mấy chục vậy thôi. Đấy, chừng ví dụ xe mình là khoảng 7-80 ngàn. Hôm qua thì đấy, đứng lại xem giá xăng rất mây luôn đó. Nên là tỷ giá USD tăng cao thì giá xăng cũng đi theo. Bây giờ mình qua mấy cái quầy bán bánh trung thu chỗ này. Ra ngoài đường nghe tiếng quay xe nữa là thấy nó cũng hơi ớn ớn rồi. Tiếp theo là mình tới với đường Nguyễn Du này. Đấy, giả phải là mình vào đường Nguyễn Du, nhưng mà đường Nguyễn Du này thì nó là đường một chiều á, nên là mình chỉ có đi thẳng thôi, không rẽ được. Bây giờ mình cùng đi qua sân khấu Trống Đồng xem có cái gì không nha. Đang tổ chức cái gì đây này, hội cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Hồ Chí Minh, chương trình ca nhạc vui trung thu, khúc hát yêu đời, chung tay về những vầng trăng khuyết, chữa bệnh phục hồi chức năng, dạy nghề cho trẻ em khuyết tật. Thời gian là 19 giờ ngày 29, là tức là 19 giờ 30 tối ngày hôm nay nha mọi người. Sân khấu Trống Đồng. Một cái tiệm bánh trung thu đây đâu ta? Có đừng bỏ dẹp vào nha. Có vẻ là dẹp rồi mọi người ạ. Hôm bữa là thấy bán tại khu vực này nhưng hôm nay thấy không còn nữa. Đẹp tiện luôn. Dạ, mọi người không biết bây giờ thì cái gì nó không tăng rồi, người mua thì không có người mua. Thuê được cái miếng đất nhỏ nhỏ thế này để mà bán, thời gian mà khách thì không mua. Đấy, đa phần bây giờ bán ở đấy là bán cho những khách lẻ thôi, chứ còn những cái người đặt đơn hàng lớn là bây giờ là người ta mua hết rồi. Bây giờ chỉ có mua bán những cái khách hàng nhỏ lẻ, nhưng bây giờ không có ai mua nữa, dẹp đóng cửa hết luôn.
Dạ vâng, thì thôi đến đây Thảo xin phép được dừng video clip ở đây nha. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, và hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo nha.